Xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi làm cái live stream để nói về cái vấn đề mà cái bọn Nguyễn Văn Đài ấy, ở châu Âu ấy, và các tụi ba que bên đấy, nó quyết tâm nó chống phá, nó phá hoại hiệp định EVFTA đến cùng. Mà cái hiệp định đấy đã được ký vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 rồi. Được ký rồi. Tức là chỉ còn một vấn đề thủ tục cuối cùng ấy, là Liên minh châu Âu thông qua thôi. Là cái đấy là thủ tục, không là cái vấn đề gì hết. Nhưng mà cái thằng Nguyễn Văn Đài ấy, cầm đầu bọn ba que tại châu Âu, nó viết một cái bức thỉnh nguyện thư á, gọi là thỉnh nguyện thư á, nó gửi cho Ủy ban Nhân quyền châu Âu. Nó nói là Việt Nam vi phạm nhân quyền, ngược đãi tù nhân lương tâm. Đấy, nó nói như vậy thì nó bảo là bây giờ châu Âu đừng có ký nữa, hủy hiệp định EVFTA cho Việt Nam, với Việt Nam đi, là tụi nó chống đến cùng. Mấy cái thằng đấy nó chống đến cùng, nó bảo hủy, nó không chịu, nó muốn Việt châu phải hủy EVFTA với Việt Nam. Nhân dân rồi là nhân quyền, nhân dân tù nhân lương tâm, nhân dân những cái thấy nó bảo Việt Nam đàn áp. Nó bảo là như vậy các bạn, chống phá đến cùng. Thì tôi nói với các bạn nghe này, tụi nó không trừ bất cứ cái thủ đoạn nào đấy. Và khi mọi sự đã rồi thì chúng nó vẫn cứ ảo tưởng là chúng nó sẽ lật lại được chuyện này. Vì chúng nó không muốn Việt Nam mình phát triển, chúng nó muốn Việt Nam phải lụi bại, nó muốn Liên minh châu Âu ấy hủy hiệp định này, không ký Việt Nam nữa. Vì vậy bọn này là cái bọn mà rất là bị ổi và khốn nạn, nhưng mà cũng rất là ảo tưởng và hoang tưởng nữa, ảo vọng nó hoang tưởng đến cùng luôn, mà nó quyết tâm nó chống phá đến cùng. Hiệp định EVFTA này có lợi cho Việt Nam lắm chứ, rất có lợi, nhưng mà nó quyết tâm nó phá để nó hy vọng nó vớt vát một chút thể diện cuối cùng. Vì tụi nó vẫn muốn hy vọng rằng tụi nó lật lại được thế cờ, để dựng lại cái cờ ba que tại Việt Nam được, vẫn còn nuôi cái ảo vọng đó, nên nó muốn Việt Nam phải lụi bại về kinh tế. Tức là cái hiệp định EVFTA này là phải không được ký, phải hủy. Thì các bạn đã thấy tôi đã viết một cái bài đưa hình ảnh của Nguyễn Văn Đài lên, nó gặp cái bà gọi là tân ủy ban gì của nhân quyền châu Âu á, nó gặp nó vận để nó gọi nó vận động những người cái bà đấy á, kêu gọi lên bên châu Âu hủy không ký nữa. Nhưng mà những cái chuyện đấy là phải là tuyệt vọng của thằng Nguyễn Văn Đài rồi, nó tuyệt vọng rồi nó mới làm như vậy. Vì người ta đã ký vào ngày 30 tháng 6 rồi, mọi những cái còn lại đều là cái thủ tục cuối cùng, mang nó hình thức để chúng để ký xong là coi như là thực thi hiệp định luôn, có lợi cho Việt Nam, cái hàng Việt Nam xuất khẩu qua là có lợi. Nhưng mà Nguyễn Văn Đài nó không nghĩ thế, nó cho đó là cái tai họa cho cái tội phục quốc ba que của nó. Tai họa bọn nó vì bọn nó quyết tâm nó phá cùng. Tôi hỏi rằng cái bọn đấy nó khốn nạn cỡ nào, bản chất nó rất là bị ổi, rất là khốn nạn khi nó phá quyết đến cùng những cái hiệp định EVFTA đã ký rồi, mà nó quyết tâm nó bảo đòi Liên minh châu phải hủy bỏ. Và thấy bản chất tụi nó không, quá bị ổi, quá khốn nạn đi. Bản chất của thằng Nguyễn Văn Đài, cái thằng luật sư bên châu Âu, nhưng mà bạn thấy chuyện này là tuyệt vọng quá. Tụi nó vẫn nuôi cái ảo tưởng đấy, vì cái bọn đấy nó đâu có cái được lợi ích gì cho châu Âu đâu, không được một lợi ích gì cho Liên minh châu Âu hết. Mà Việt Nam Liên minh châu Âu ký hiệp định này có lợi rất lớn cho châu Âu và Việt Nam, hai bên cùng có lợi, nhưng lại là cái tai họa cho cái bọn phục quốc dựng cờ bác quay sổ lại, tai họa cho bọn nó. Bởi Nguyễn Văn Đài trong cơn tuyệt vọng đến
túng quẫn rồi, nó phải làm, nó làm cái trò gọi là cùng đường của những kẻ cùng đường, kẻ không còn gì để mất. Vận động Ủy ban Nhân quyền châu Âu hủy hiệp định EVFTA vì cái gọi là tù nhân lương tâm, nhân quyền tấn trọng. Có lợi cho Liên minh châu Âu không? Mà người ta hủy thằng Nguyễn Văn Đài mà những cái thằng theo nó, những đứa theo nó ảo tưởng vừa thôi, không có lật lại được đâu. Nói cho Nguyễn Văn Đài biết, không biết nó có coi cái live stream này không mà tôi không biết, mà các bạn hãy chia sẻ cho nó coi, nói với nó như vậy, không có lật lại được đâu. Hiệp định đã được ký và sẽ được thi hành trong ngay trong năm nay, và lúc đó Việt Nam sẽ rất có lợi. Đáng lẽ tụi nó phải mừng chứ, là người Việt Nam nó ở châu Âu, tụi nó phải mừng cho chuyện này, mừng cho người Việt Nam, mừng cho Liên minh châu Âu nơi chúng nó đang sống, mừng cho quê hương chúng nó ở là đất nước Việt Nam. Tại sao lại tức để chống phá đến cùng như vậy? Cái bản chất của nó là cái giống gì? Thằng Nguyễn Văn Đài mày là cái giống gì? Mày làm cái trò khốn nạn như vậy, tao gửi mày cái live stream này tao nói vậy. Các bạn hãy chia sẻ nó coi cái live stream này, tôi nói nó là cái thằng khốn nạn nhất, nhưng mà cũng là rất là ảo tưởng, trong cơn tuyệt vọng ảo tưởng đến cùng luôn. Mày phá bao nhiêu? Mày nghĩ mày lập được không? Mày nghĩ mày phục quốc được không? Nguyễn Văn Đài, cái gọi là tù nhân lương tâm của tụi mày, trời nóng có 40 độ, chưa tới 40 độ mà kêu trời kêu đất rồi. Mày lý tưởng ở đó cái gì? Lý tưởng cái gì? Mày ca ngợi, mày bảo Liên minh châu Âu không được hủy bỏ EVFTA của Việt Nam, ký rồi sao hủy mày? Mà tụi trẻ con hay sao mày hủy là hủy bọn mà vì bọn mày à? Vì mày à? Mày là cái gì? Lũ chúng mày là cái gì? Mà đòi Liên minh châu Âu phải hủy EVFTA với Việt Nam, đúng là lũ ảo tưởng, điên cuồng, đúng là bản chất của bọn chúng phá đất nước, chúng phá đến cùng, chúng phá trong cơn tuyệt vọng ảo tưởng, mà cầm đầu thằng Nguyễn Văn Đài. Đấy, là chim hay tôi nói là gửi nó vài lời như vậy cho nó nghe, hy vọng các bạn chia sẻ nó nghe cho nó biết, cho nó thấy những cái gì chúng nó đang làm là sai trái, là bì ổn, là khốn nạn, cho nó tỉnh ngộ ra, nó tỉnh cái đầu óc nó ra, đặc biệt là thằng Nguyễn Văn Đài, nó nói cho mày biết đầu mày hai thứ tóc rồi, nhưng mà cái bản chất của mày khốn nạn quá, thua cả, và cái suy nghĩ của mày còn thua cả trẻ con nữa. Đấy là chị mà tôi gửi cho nó những lời như vậy, nhưng mà các bạn gửi cho nó đi chia sẻ cho nó coi cho nó biết. Và tôi nhắn nhủ lời cuối cho những cái thằng chống phá theo Văn Đài, chúng mày hãy dừng lại, vì những cái việc làm của chúng mày, những cái thỉnh nguyện thư của chúng mày ấy, là vô ích, không làm được bất cứ cái gì hết, không xoay chuyển được đâu. Bớt ảo tưởng đi, hiệp định đã ký rồi và nó sẽ được thi hành ngay trong năm nay, và Việt Nam sẽ phát triển hơn, là cơ hội tốt cho Việt Nam phát triển với Liên minh châu Âu, cơ hội rất tốt. Nếu chúng mày có chút lương tâm hãy từ bỏ chống phá đi, và phải khuyến khích Liên minh châu Âu làm ăn với Việt Nam, hợp tác với Việt Nam nhiều hơn, thế mới gọi là yêu nước, giúp quê hương phát triển. Chủ trương của Văn Đài, Minh Văn và đồng bọn, đúng với bạn Vi Mạn Trần, nó là cái thằng nghiệp chướng của dân tộc, cái thằng mà chống phá đến cùng. Bạn Vi Mạn Trần hôm nay nó viết cái bài tôi rất là ngứa mắt, nói là bên châu Âu không được ký, hủy đi không ký, nói như vậy cái bản chất nó thế nào chưa?
đấy, hôm nay tôi chỉ có vài lời chửi Văn Đài thôi, và những cái thằng theo cho nó, những cái thằng mà biết, những cái thằng mà ký tên một thỉnh nguyện thư á, cho chúng mày biết, chúng mày ảo tưởng quá, ảo tưởng một cách sai lầm và điên cuồng quá đi, hãy tỉnh ngộ đi, đừng chống phá nữa, không làm được gì đâu, hiệp định đã được ký rồi, và nó sẽ giúp Việt Nam phát triển. Và tụi mày nếu không thay đổi sẽ phải chết trong tột cùng uất hận, phải ôm hận mà chết. Đấy, tôi nói như vậy thôi, hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Tôi xin kết thúc livestream này ở đây, các bạn hãy chia sẻ cho cái Văn Đài nó biết tôi đang nói nó. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.